Ta tiếp tục sang câu 20. Câu 20. Khi cho con lai có ưu thế lai cao tự tụ phấn thì ưu thế lai giảm dần qua các thế hệ là do. Cô đọc lại phần dẫn. Khi cho con lai có ưu thế lai cao tự tụ phấn. Khi cho con lai có ưu thế lai cao tự tụ phấn thì ưu thế lai giảm dần qua các thế hệ do. Ưu thế lai giảm dần qua các thế hệ là do. Có 4 phương án. Phương án A, các gen trở về trạng thái đồng hợp tử. Phương án B, tỷ lệ các kiểu gen đồng hợp tử trội trong quần thể giảm dần. Phương án C, tỷ lệ các kiểu gen đồng hợp tử lặn trong quần thể giảm dần. Phương án D, tỷ lệ các kiểu gen dị hợp tử trong quần thể tăng dần. Như vậy chúng ta thấy là khi mà tự thụ phấn thì tỷ lệ dị hợp giảm dần và tỷ lệ đồng hợp tăng dần. Cho nên các gen đi vào cái trạng thái đồng hợp. Vậy giải các gen đi vào trạng thái đồng hợp thì các cái gen lặn có hại sẽ được biểu hiện. Cho nên ưu thế lai giảm dần. Vậy giải thích theo phương án A là đúng. Như vậy là phương án A giải thích là các gen trở về trạng thái đồng hợp tử. Và đây là phương án đúng. Vậy ta ghi là A, các gen trở về trạng thái đồng hợp tử. Do các gen trở về trạng thái đồng hợp tử. Như vậy là khi cho các cây tự thụ phấn thì ưu thế lai sẽ giảm dần là do là các gen trở về trạng thái đồng hợp tử. Ta sang câu 21. Câu 21. Thành tựu nào sau đây được tạo ra nhờ phương pháp gây đột biến bằng tác nhân vật lý? Như vậy cô nhắc lại câu hỏi. Thành tựu nào sau đây được tạo ra nhờ phương pháp gây đột biến bằng tác nhân vật lý? Thành tựu nào sau đây được tạo ra nhờ phương pháp gây đột biến bằng tác nhân vật lý? Như vậy người ta hỏi thành tựu nào sau đây được tạo ra nhờ phương pháp gây đột biến bằng tác nhân vật lý. Vậy 4 phương án trả lời như sau. Phương án thứ nhất, tạo giống lúa MT1 chín sớm không đổ chịu chua từ giống lúa Mộc Tuyền. Như vậy phương pháp này người ta sử dụng tia gamma để tạo ra cái giống lúa MT1 từ giống lúa Mộc Tuyền. Như vậy rõ ràng đây là phương pháp sử dụng tác nhân vật lý. Phương án B, tạo giống táo má hồng từ giống lúa, giống táo gia lộc, người ta sử dụng tác nhân là hóa học. Phương án C, tạo giống cây dâu tằm thu hoạch lá, như vậy người ta sử dụng hóa chất là colchicin, như vậy tác nhân hóa học. Phương án D, tạo giống dưa hấu không hạt hàm lượng đường cao, như vậy đây cũng sử dụng tác nhân gây đột biến là tác nhân hóa học. Vậy phương án đúng là phương án A, tức là tạo giống lúa MT1 từ giống lúa Mộc Tuyền. Như vậy phương án đúng là phương án A, người ta đã tạo ra cái giống lúa MT1 từ giống lúa Mộc Tuyền.
là bằng phương pháp gây đột biến bằng tác nhân vật lý. Ta tiếp tục sang câu 22. Câu 22 phần dẫn như sau: việc tạo ra cây pomato là cây lai giữa khoai tây và cà chua. Đây là thành tựu của phương pháp. Việc tạo ra cái cây lai có tên là cây pomato. Là thành tựu của phương pháp. Phương án trả lời. Phương án thứ nhất, đó là lai xa và đa bội hóa. Như vậy đây không phải là phương pháp lai xa và đa bội hóa. Phương pháp thứ hai, tạo ADN tái tổ hợp, thì đây cũng không phải là phương pháp tạo ADN tái tổ hợp. Phương án 3, tạo dòng tế bào soma có biến dị, thì không phải. Và phương án D là dung hợp tế bào trần. Như vậy đây là phương pháp dung hợp tế bào trần, hay còn gọi lai tế bào. Như vậy phương án đúng là D, dung hợp tế bào trần. Dung hợp tế bào trần. Tiếp theo là câu 23. Câu 23 phần dẫn như sau: bệnh nào sau đây ở người có thể phát hiện bằng phương pháp nghiên cứu tế bào học? Bệnh nào sau đây của người được phát hiện bằng phương pháp nghiên cứu tế bào học? Ta hỏi bệnh nào sau đây ở người được phát hiện bằng phương pháp nghiên cứu tế bào học. Vậy các phương án trả lời, phương án thứ nhất là bệnh ung thư máu. Như chúng ta biết, bệnh ung thư máu là bệnh do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, tức là mất đoạn nhiễm sắc thể. Bệnh thứ hai, bệnh bạch tạng, thì bệnh do gen quy định cho nên không thể phát hiện bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, mà bởi phương pháp bằng nghiên cứu bằng phát hiện bằng phương pháp nghiên cứu phả hệ. Hay là tật dính ngón tay số 2 và số 3 cũng là do gen nằm trên nhiễm sắc thể Y. Bệnh máu kho đông là bệnh do gen nằm trên nhiễm sắc thể X. Như vậy những bệnh do gen có thể phát hiện nhờ phương pháp nghiên cứu phả hệ. Còn cái bệnh mà ung thư máu, đó là do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, thì có thể xác định bằng phương pháp nghiên cứu tế bào học. Như vậy phương án đúng là phương án A, đó là bệnh ung thư máu. Bệnh ung thư máu. Chúng ta tiếp tục vừa mới chữa xong câu 23, bây giờ ta sang câu 24. Cô đọc phần dẫn. Ở người, tính trạng tóc quăn do gen A lớn quy định là trội hoàn toàn so với A nhỏ quy định tóc thẳng. Như vậy ở người, tính trạng tóc quăn là do gen A lớn quy định, tóc thẳng do gen A nhỏ quy định, và gen A lớn trội hoàn toàn so với gen A nhỏ. Bệnh mù màu đỏ lục do gen lặn mờ nhỏ nằm trên nhiễm sắc thể X gây nên, và gen trội mờ lớn thì quy định tính trạng mắt bình thường. Đây là gen trên nhiễm sắc thể X. Tính trạng mù màu do gen mờ nhỏ quy định, và gen này nằm trên nhiễm sắc thể X. Còn tính trạng mắt nhìn bình thường thì do gen mờ lớn quy định.
Người ta thấy là bố và mẹ tóc quăn, mắt bình thường, còn sinh ra con trai tóc thẳng và mù bầu. Bố và mẹ đều tóc quăn, mắt bình thường. Bố và mẹ đều tóc quăn, mắt bình thường. Và sinh con trai. Họ có sinh con trai tóc thẳng và mù bầu. Vậy người ta hỏi kiểu gen của bố và mẹ. Hỏi kiểu gen của bố mẹ. Như vậy, kiểu gen của bố mẹ ở đây phải là A lớn A nhỏ, A lớn A nhỏ, bởi vì là bố mẹ đều là tóc quăn mà lại sinh ra con tóc thẳng. Như vậy bố mẹ đều phải dị hợp tử về cái cặp gen quy định tính trạng dạng tóc này. Như vậy bố mẹ có kiểu gen A lớn A nhỏ, A lớn A nhỏ. Thế và bố mẹ đều là bình thường mà lại sinh ra con trai mù bầu. Như vậy chứng tỏ người con trai này nhận được cái gen gây bệnh mù bầu từ mẹ. Như vậy mẹ có kiểu gen là XM lớn XM nhỏ, còn bố thì có kiểu gen XM lớn Y. Như vậy kiểu gen đúng của cặp bố mẹ này là A lớn A nhỏ XM lớn XM nhỏ, A lớn A nhỏ XM lớn Y. Vậy phương án đúng ở đây là phương án B. Đây là kiểu gen của người mẹ, còn kiểu gen của người bố là A lớn A nhỏ XM lớn Y. Thế đấy là câu 24. Ta sang câu 25. Câu 25. Phần dẫn là kiểu cấu tạo giống nhau của các cơ quan tương đồng thì phản ánh cái gì? Kiểu cấu tạo giống nhau của cơ quan tương đồng phản ánh kiểu cấu tạo giống nhau của cơ quan tương đồng phản ánh. Phương án đúng là phương án A là nguồn gốc chung của chúng trong quá trình phát triển phôi. Phương án B, sự tiến hóa đồng quy trong quá trình phát triển của cá thể. Phương án C, sự tiến hóa theo hướng tiêu giảm về cấu tạo chức năng. Và phương án D, sự phát triển cá thể là sự rút gọn, sự phát triển của loài. Thì như chúng ta đã biết là cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hóa phân ly. Như vậy là phương án đúng ở đây là phương án A, tức là cơ quan tương đồng phản ánh nguồn gốc chung của chúng trong quá trình phát triển phôi. A. Nguồn gốc chung của chúng trong quá trình phát triển phôi. Nguồn gốc chung của chúng trong quá trình phát triển phôi. Như vậy, phương án đúng là phương án A, cơ quan tương đồng phản ánh nguồn gốc chung của chúng trong quá trình phát triển phôi. Bây giờ chúng ta sang câu 26. Câu 26. Theo quan điểm của Lamarck, loài mới được hình thành là do... Theo Lamarck thì loài mới hình thành là do...
Phương án A là Thượng Đế sáng tạo cùng một lần. Như vậy phương án này không có cơ sở khoa học, cho nên là phương án sai. Phương án B, sự di truyền và tích lũy các biến đổi do ngoại cảnh và tập quán hoạt động, thì đây đúng là quan niệm của Lamarck. Phương án C, tác động chọn lọc diễn ra theo con đường phân ly tính trạng. Phương án D, sự tích lũy các đột biến có lợi dưới tác động của chọn lọc tự nhiên. Như vậy phương án C và phương án D là quan niệm của Darwin và quan niệm hiện đại. Còn phương án B chính là quan niệm của Lamarck về sự hình thành loài mới. Như vậy phương án đúng là sự di truyền tích lũy các biến đổi do ngoại cảnh hoặc do tập quán hoạt động. Phương án B. Là do sự di truyền tích lũy các biến đổi dưới tác động của ngoại cảnh tập quán hoạt động. Do sự di truyền tích lũy các biến đổi dưới tác động của ngoại cảnh hoặc là dưới tác động của tập quán hoạt động. Tiếp theo là câu 27. Câu 27 phần dẫn như sau. Một trong những điểm khác nhau giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn là... Một trong những điểm khác nhau giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn là một trong những điểm khác nhau giữa tiến hóa nhỏ với tiến hóa lớn là phương án A. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi rộng, còn tiến hóa lớn diễn ra trong phạm vi quần thể. Vậy đây là phương án sai. B. Tiến hóa nhỏ không thể nghiên cứu bằng thực nghiệm, còn tiến hóa lớn có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm. Đây là phương án sai. C. Tiến hóa nhỏ hình thành loài mới, còn tiến hóa nhỏ dẫn đến hình thành các nhóm phân loại trên loài. Thì đây là phương án đúng. D. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian dài, tiến hóa lớn diễn ra trong thời gian ngắn là phương án sai. Như vậy phương án đúng là tiến hóa nhỏ hình thành loài mới, còn tiến hóa lớn dẫn tới hình thành các nhóm phân loại trên loài. Như vậy ta chọn phương án C. Tiến hóa nhỏ dẫn đến hình thành loài mới. Còn tiến hóa lớn thì hình thành các nhóm phân loại trên loài. Đây là một trong những điểm khác nhau giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn. Bây giờ ta sang câu 28. Câu 28 phần dẫn như sau. Đơn vị nào sau đây thỏa mãn 3 điều kiện của đơn vị tiến hóa cơ sở? Đơn vị nào sau đây thỏa mãn 3 điều kiện của đơn vị tiến hóa cơ sở?
Thì chúng ta đã biết đơn vị mà thỏa mãn 3 điều kiện của đơn vị tiến hóa cơ sở đó chính là quần thể. Vậy ta chọn phương án đúng là C. Phương án đúng đó là quần thể, là đơn vị tiến hóa cơ sở. Câu 29, vai trò của quá trình di nhập gen là? Vai trò của quá trình di nhập gen. Phương án A, làm thay đổi vốn gen của quần thể. Phương án B, cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa. Phương án C, cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa. Phương án D là quy định nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể. Như vậy phương án B, C, D là phương án sai, bởi vì di nhập gen là một nhân tố làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể. Đấy chính là vai trò của di nhập gen. Vậy ta chọn phương án A, làm thay đổi vốn gen của quần thể. Như vậy di nhập gen là nhân tố làm thay đổi vốn gen của quần thể. Ta chọn phương án A. Ta sang câu 30. Câu 30 có nội dung như sau. Sự hình thành đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật là một quá trình lịch sử chịu sự chi phối của các nhân tố tiến hóa. Sự hình thành đặc điểm thích nghi. Thì chịu sự chi phối của các nhân tố. Như vậy đây là một cái quá trình lịch sử và chịu sự chi phối của các nhân tố đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên. Như vậy phương án đúng là A. Quá trình này chịu sự chi phối của các nhân tố đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên. Câu 31. Sự kiện nào sau đây có ở giai đoạn tiến hóa tiền sinh học? Sự kiện nào sau đây có ở giai đoạn tiến hóa tiền sinh học? Người ta nêu ra những sự kiện sau. Thứ nhất, sự hình thành các chất hữu cơ đơn giản. Thứ hai, sự hình thành các đại phân tử từ các hợp chất hữu cơ đơn giản. Thứ ba, sự hình thành các đại phân tử tự nhân đôi. Và thứ tư là sự xuất hiện các tế bào nguyên thủy. Thì ở giai đoạn tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn mà xuất hiện các tế bào nguyên thủy, hay còn gọi các tế bào sống đầu tiên, hay còn gọi là các tế bào sơ khai. Như vậy, đây chính là sự kiện có trong giai đoạn tiến hóa tiền sinh học. Vậy phương án đúng là D, sự xuất hiện các tế bào nguyên thủy. Như vậy, giai đoạn xuất hiện có ở trong giai đoạn tiến hóa tiền sinh học đó là sự xuất hiện các tế bào nguyên thủy. Tiếp theo là câu 32. Đặc điểm nào sau đây đúng với kỷ thứ tư thuộc đại tân sinh? Đặc điểm nào sau đây đúng với kỷ thứ tư? Thuộc đại tân sinh.
Vậy các phương án trả lời như sau. Phương án A, khí hậu ấm áp, cây hạt trần và bò sát ngự trị. Như vậy cây hạt trần và ngọn sát, bò sát ngự trị thì đúng với đại trung sinh và đại trung sinh. Đặc điểm thứ hai, băng hà, khí hậu khô và lạnh xuất hiện loài người. Như vậy đặc điểm này là đúng với kỷ thứ tư thuộc đại tâm sinh. Đặc điểm thứ ba, phương án 3, đại lục chiếm ưu thế, khí hậu khô, cây hạt trần ngự trị, phát sinh chim và thú. Thì đây cũng đúng với đại tân trung sinh. Băng hà, khí hậu khô lạnh, dương xỉ phát triển mạnh, lữ cư ngự trị, đặc điểm này đúng ở đại cổ sinh. Như vậy là đặc điểm đúng với kỷ thứ tư thuộc đại tâm sinh, đó là thời kỳ có băng hà, khí hậu lạnh khô và xuất hiện loài người. Phương án B là phương án đúng. Băng hà, khí hậu lạnh và khô. Và đặc biệt, sự đặc biệt nhất đó là sự xuất hiện loài người. Sự xuất hiện loài người. Ta sang câu 33. Đặc điểm hình thái nào sau đây không đặc trưng cho những loài chịu khô hạn? Đặc điểm nào sau đây không đặc trưng cho loài chịu khô hạn? Đặc điểm sinh thái nào sau đây thì không phù hợp với cái đặc điểm của loài chịu khô hạn? Thì có những đặc điểm thứ nhất là lá hẹp hoặc biến thành gai. Như vậy đặc điểm này là đúng là đặc điểm của loài chịu khô hạn, lá hẹp biến thành gai để giảm bớt sự thoát hơi nước. Thứ hai, trữ nước trong lá, trong thân hoặc trong rễ, trong củ. Như vậy đặc điểm đây là đặc điểm của loài chịu khô hạn, trữ nước, tích nước. Đặc điểm thứ ba, trên mặt lá có rất nhiều khí khổng. Như vậy đặc điểm này không đúng với loài khô hạn. Đặc điểm thứ tư, dễ phát triển để tìm nước. Như vậy đây là một đặc điểm của loài khô hạn. Vậy phương án đúng đây là C, trên mặt lá có nhiều khí khổng. Đây là đặc điểm không đúng với loài khô hạn, bởi vì có nhiều khí khổng thì sẽ làm cho cái quá trình thoát hơi nước diễn ra mạnh hơn và không phù hợp với đặc điểm của loài chịu khô hạn. Ta sang câu 34. Hiện tượng nào sau đây không phải là biểu hiện của hiệu quả nhóm? Hiện tượng nào sau đây không phải là biểu hiện của hiệu quả nhóm? Vậy có những hiện tượng như sau. Hiện tượng thứ nhất, A lớn, khả năng lọc nước của một loài thân mềm phụ thuộc số lượng cá thể trong nhóm. Như vậy hiện tượng này phụ thuộc vào hiệu quả nhóm, đúng nhỉ? Số lượng cá thể thì cái hiệu quả lọc nước phụ thuộc vào số cá thể trong nhóm. B, những cây sống theo nhóm hạn chế thoát hơi nước và chịu gió bão. Như vậy đây rõ ràng là hiệu quả nhóm. Những cây mà sống thành nhóm thì hạn chế gió bão tốt hơn và giảm hơi nước ít hơn so với những cái loài sống đơn độc. C, bồ nông xếp thành hàng thì bắt được nhiều cá hơn là bồ nông kiếm ăn riêng rẽ. Đây chính là hiệu quả nhóm. D, cá mập con khi mới nở sử dụng ngay trứng chưa nở làm thức ăn. Như vậy biểu hiện đây là biểu hiện cạnh tranh cùng loài ở mức độ khắc nghiệt. Như vậy phương án đúng là D,
Cá mập con khi mới nở sử dụng ngay trứng chưa nở làm thức ăn. Như vậy hiện tượng này là biểu hiện cạnh tranh cùng loài và không thể hiện hiệu quả nhóm. Vậy phương án đúng là D. Ta sang câu thứ 35. Loài nào sau đây không có nhóm tuổi song sinh sản? Loài nào sau đây không có nhóm tuổi song sinh sản? Loài nào sau đây không có nhóm tuổi sau sinh sản? Các phương án: thứ nhất là cá trình, thứ hai là cá chép, thứ ba là chuồn chuồn, thứ tư là ve sầu. Không có nhóm tuổi sau sinh sản tức là sau sinh sản thì các cá thể cái bị chết. Như vậy là ở đây là cái loài cá trình là không có nhóm tuổi sau sinh sản. Vậy phương án là cá trình. Như vậy cái loài mà không có nhóm tuổi sau sinh sản đó là cá trình.